Theo hướng dẫn này, người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng, trong siêu thị, nhà hát, rạp chiếu phim và những không gian kín tụ tập đông người. Các cá nhân có quyền tự do quyết định việc đeo hay không đeo khẩu trang ở những khu vực ngoài trời. Học sinh, sinh viên không bắt buộc phải đeo khẩu trang trong lớp học. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, việc đeo khẩu trang là bắt buộc như trường hợp người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 hoặc đang có những triệu chứng liên quan đến COVID-19, trong thời gian bùng dịch ở địa phương hoặc khi đến các cơ sở y tế và nhà dưỡng lão.